cuộc sống thay đổi bất thường để đưa chúng ta vào những ngã rẽ không ngờ. Tuy nhiên, nếu kiên trì theo đuổi mục tiêu đã định, bạn sẽ tới cái đích muốn đến. Josko Vajtion là một ví dụ. Trong một chiều không gian khác, có thể Josko Vajtion đang chuẩn bị cho buổi đánh bắt cá vào ban đêm, sau đó đi 2 cây số từ thị trấn Novigrad ra cửa sông Mina và hy vọng một chuyến bội thu. Đó là công việc vất vả, không có thời gian nghỉ ngơi, chứ đừng nói là xem bóng đá. Anh cùng mọi người cần cập bến trước lúc bình minh. Sau đó, hoặc tự mình chở cá đi bán, hoặc chờ các thương lái từ Zagreb đến. Bố của Zvatjon làm công việc này nhiều năm, và Zvatjon thường xuyên theo bố trong những chuyến đánh bắt lúc nửa đêm. Vì Zvatjon kiên định với con đường mình đã chọn, nên ở không gian hiện tại, chúng ta thấy anh trong chiếc mặt nạ bước ra sân cùng các đồng đội Croatia. Mới 20 tuổi, Zvatjon chỉ vừa ra mắt đội tuyển Croatia năm ngoái. Thế nhưng ngay lần đầu tham dự sân chơi World Cup, anh đã gây ấn tượng mạnh, trở thành một trong những hậu vệ xuất sắc nhất giải đấu. Các thống kê thật ấn tượng, Zvatjon đang là người đánh trận nhiều thứ tư World Cup 2022, phá bóng giải nguy nhiều thứ ba và có số lần chạm bóng ở khu vực 1/3 giữa sân nhiều thứ năm so với các trung vệ. Anh cũng chiến thắng 60% các pha tranh chấp tay đôi và không một lần mắc lỗi dẫn đến cú sút. Chưa hết là một hậu vệ, nhưng Zvatjon truyền bóng rất cừ, chính xác 88%, sẵn sàng đột phá lên phía trên, thậm chí di chuyển đến sát khu cấm địa đối phương. Zvatjon cũng có quyền tự hào về những gì đã thể hiện, riêng việc tham dự World Cup đã là một giấc mơ. Trước khi chuyển đến Leipzig hồi năm ngoái, Zvatjon sống cùng bố mẹ và 2 chị gái trong căn hộ tầng 5 của một chung cư ở thủ đô Zagreb. Nó được mua bằng tiền lương của anh ở Dynamo Zagreb. Anh muốn một nơi tươm tất để đón cả gia đình từ Novigrad lên ở cùng. Trong khi nhiều đồng đội khác dùng tiền để mua những chiếc xe đẹp, Zvatjon di chuyển từ nhà tới sân tập bằng xe buýt. Căn hộ chung cư này không rộng lắm, phòng riêng của Zvatjon rất chặt, chỉ đủ đặt một chiếc bàn nhỏ và giường đơn. Trên bức tường sơn trắng, anh trang trí bằng bức tranh từ hồi còn học mẫu giáo ở trường Srednazasi. Bằng bút chì màu xanh đỏ, Zvatjon vẽ bộ trang phục của đội tuyển Croatia cùng các họa tiết caro trên quốc kỳ. Dĩ nhiên chiếc áo có tên Josko. Ở một chỗ khác trên tường, Zvatjon treo tấm bản giấy ghi kế hoạch để thành công. Bố của anh đã nhờ một người bạn vẽ theo kiểu bản đồ tư duy. Nó chỉ có kế hoạch A, không có kế hoạch B. Và con đường dẫn tới thành công bao gồm sự tập trung, kỷ luật, ý chí, kiên cường và cả gia đình. Để biến giấc mơ hồi mẫu giáo thành hiện thực, Zvatjon đã theo bản phác thảo đó và không bao giờ bị phân tâm. Ngay cả khi bố mẹ gợi ý về việc học đại học và trở thành giáo viên thể dục, anh vẫn bám sát kế hoạch để tạo dựng sự nghiệp bóng đá thành công. Giờ thì Zvatjon đã gần tới đích. Anh đang là người hùng của Croatia ở World Cup và sau đó mua cho bố mẹ căn nhà khác dưới đất có sân vườn cũng tại Zagreb. Trên bản kế hoạch có khoanh đỏ mục tiêu top club. Và gần đây, Man City đặt thỏa thuận chiêu mộ Josko Zvatjon từ RB Leipzig, mức giá cao nhất lịch sử bóng đá thế giới đối với các hậu vệ. Báo Anh xác nhận, Man City và RB Leipzig vừa ký thỏa thuận liên quan đến thương vụ chuyển nhượng Josko Zvatjon. Đội bóng Anh chấp nhận trả 90 triệu euro để chiêu mộ trung vệ người Croatia. Zvatjon trở thành hậu vệ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới, kỷ lục cũ do Man United thiết lập năm 2019, khi đội bóng này chiêu mộ Harry Maguire từ Leicester City với giá 87 triệu euro. Zvatjon cũng có 21 lần khoác áo đội tuyển Croatia và thi đấu xuất sắc giúp đội bóng vùng Balkan giành vị trí thứ 3 tại kỳ World Cup 2022 ở Qatar. Cầu thủ 21 tuổi người Croatia vừa trở thành bản hợp đồng thứ 2 của Man City trong kỳ chuyển nhượng hè 2023, theo bước chân của người đồng đội tại tuyển Croatia, Mateo Kovacic. Giống như Kovacic, Zvatjon bắt đầu sự nghiệp thi đấu của mình tại Dynamo Zagreb, nơi sản sinh ra hầu hết những cầu thủ Croatia tài năng nhất. Video đến đây là hết rồi, bạn có thích video này không? Nếu thấy hay, hãy để lại một like và comment cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.